Đây là ngày thứ bảy và là ngày 23 tháng 3. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là hôm qua ấy, Bitcoin vẫn là một cây nến giảm. Và ở đây thì những cái tín hiệu dòng tiền này các bạn nhìn thấy đây. Ở đây điều đấy có nghĩa rằng là cá vẫn tiếp tục thu gom. Giá thì vẫn chưa đổ chiều đâu các bạn ạ. Lý do ở đây MACD này các bạn này MACD nó vẫn là từ uh, đường, là đường màu đỏ đúng không Thì giá uh, nó đang có một cái vùng hỗ trợ ở vùng 60, 60 và 62k Cá vẫn tiếp tục thu gom và thu gom một cái số lượng rất là lớn đúng không? Ở trong cái video trước thì Thạch đã nói về cái việc là uh, có những cái... Uh, uh, những cái cái cái, cái ví ấy, nó thu gom 8.000 Bitcoin hơn 8.000 Bitcoin rồi meter 100 ấy tức là mỗi lần thu gom 100 BTC ấy, hôm, mấy ngày vừa rồi đã thu gom hết cái lượng Bitcoin mà 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 thợ đào đã đào trong hai ngày còn về ETH các bạn ạ, về ETH thì hiện tại ETH cũng thế ngày hôm qua ETH thì cũng giảm 4%, phần có cái tin là uh, Fed uh, sẽ xét uh, lại từ chối từ chối phê duyệt uh, cái uh, cái ETF của đâu từ từ chối phê duyệt cái ETF của cái quỹ nào nhờ để thầy xem nào C của Grayscale các bạn Great scale nhưng mà đây anh chị em nhìn thấy là dòng tiền vào liên tục này các bạn này Dòng tiền vào liên tục tức là cái lượng thu gom Bitcoin và ETH ấy Cũng đang là rất là mạnh ấy, anh chị em ạ Cái lượng thu gom Bitcoin và ETH đang rất là mạnh Đấy, dòng tiền đang vào và hiện tại thì nó đang thu gom như này thì giá rất, rất là khó đẩy lên Các bạn thấy là giống như cái đợt mà hồi tháng 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 1 đấy các bạn tháng 1 Và các bạn nhìn thấy là nó thu gom trong đây khoảng một tuần Thì giá nó cứ đi ngang thôi các bạn Giá đi ngang thôi Đây này giá đi ngang cứ uh, uh, 2k1, 2k2 này, rồi chỗ này là 2k3 này. Đấy khi mà giá đi ng ngang thì cá thu gom như này này, các bạn này. Bao giờ mà cái 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 um, uh, dòng tiền đấy tạo là cái cá thu gom xong thì nó mới giá mới đẩy lên được các bạn. Nên là chỗ vùng này thì anh chị em uh, phải kiên nhẫn thôi. đó Còn về uh, tô tổ ba thì ngày hôm qua tô tổ ba thì uh, cũng biến động rất là lớn nhưng mà à, tổng vốn hóa thị trường thì không giảm quá mạnh. Hôm qua chỉ giảm có 1,2%. Điều đấy có nghĩa rằng là coi thì 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 có những cái đồng nó cũng được giữ giá rất là tốt. Có những cái đồng nó vẫn được à, giữ giá rất là tốt anh chị em ạ. Đấy, nó vẫn được giữ giá rất là tốt. Thì ở đây nếu mà anh chị em nào mà, mà 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 chưa thu gom xong ấy thì đây vẫn là những cái vùng những cái vùng giá để mà có thể là thu gom rất là tốt và thầy chỉ muốn nói với anh chị em là dòng tiền tiếp tục đang 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 vào các bạn